Ngoài yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương trình phương án cụ thể rõ ràng về việc đàm phán mua các loại vaccine nước ngoài, thì cần ủng hộ việc sản xuất vaccine trong nước, chuẩn bị phương án đầu tư sản xuất nếu thử nghiệm thành công, là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào sáng nay. Báo cáo về tình hình sản xuất vaccine trong nước, Học viện Quân y cho biết dự kiến đầu tháng 5 năm 2021, Học viện Quân y sẽ báo cáo Bộ Y tế và Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia xem xét, đánh giá các cơ sở khoa học của giai đoạn 2, cho phép xây dựng một liều tiêm, sau đó chuẩn bị song song, vừa hoàn thiện giai đoạn 2, vừa tiêm giai đoạn 3. Học viện cũng cho rằng chúng ta nên ủng hộ, hỗ trợ nhiều hơn nữa với quá trình nghiên cứu sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trong nước. Với dân số 100 triệu người, Thường trực Ban chỉ đạo đề nghị tiếp tục đẩy nhanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, không kể đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân, thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 và chuẩn bị phương án đầu tư sản xuất nếu thử nghiệm thành công.